loại virus như coronavirus có thể lây truyền khi người bị nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Các tế bào được gọi là đại thực bào tuần tra đường hô hấp. Cảnh báo hệ thống miễn dịch về dấu hiệu sớm nhất của kẻ xâm lược có khả năng gây bệnh, từ đó bảo vệ chúng ta khỏi những mối đe dọa như vậy. Đại thực bào phổi đóng một vai trò trung tâm trong việc duy trì sức khỏe của đường hô hấp. Chúng bảo vệ chống lại các vi sinh vật và các chất dạng hạt hít vào và hỗ trợ sửa chữa các mô phổi. Do chúng cần thiết như thế nào để bảo vệ một trong những điểm xâm nhập dễ tiếp cận nhất đối với mầm bệnh, các đại thực bào phổi bắt đầu xâm nhập vào các mô phổi ngay cả khi còn trong bụng mẹ. Tuy nhiên, cơ chế của quá trình này trong quá trình phát triển của bào thai đã khiến các nhà khoa học lảng tránh. Một rào cản lớn là thiếu mô hình thử nghiệm. Việc sử dụng các bà mẹ mang thai làm đối tượng thử nghiệm bị hạn chế do các cân nhắc về an toàn và đạo đức. Các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska đã tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này. Nhờ mô hình nghiên cứu đầu tiên sử dụng chuột nhân hóa được biến đổi gen, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra hai con đường riêng biệt liên quan đến sự phát triển của đại thực bào phổi. Đầu tiên liên quan đến các tế bào tiền thân đã có trong gan của thai nhi đang phát triển. Tiếp theo, các tế bào tiền thân này di chuyển ra khỏi gan và đi vào máu sau khi sinh. Cuối cùng chuyển đến ngôi nhà mới của chúng là phổi. Tại đây, các yếu tố tăng trưởng và các tín hiệu hóa học khác kích hoạt quá trình trưởng thành của chúng thành các đại thực bào phổi chuyên biệt. Trưởng nhóm nghiên cứu Tim Willinger giải thích kiểu phát triển thứ hai xảy ra muộn hơn trong cuộc đời. Tại thời điểm đó, chúng phát triển từ các tế bào tiền thân trưởng thành, được gọi là bạch cầu đơn nhân, được tìm thấy trong máu. Các đại thực bào phổi từ hai nguồn gốc này có các chức năng khác nhau không? Vâng, tiết lộ những phát hiện từ nghiên cứu cho thấy cái gọi là tế bào tiền thân của bào thai được điều chỉnh để loại bỏ nhanh chóng các hạt hít vào và vi sinh vật trong không khí. Mặt khác, các đại thực bào phổi có nguồn gốc từ các tế bào tiền thân trưởng thành hướng nhiều hơn đến việc chống lại virus vì chúng được kích hoạt mạnh mẽ bởi một hóa chất miễn dịch gọi là interferon. Điều này và những phát hiện gần đây khác trong lĩnh vực này đang mở rộng hiểu biết của chúng ta về các mạng lưới phức tạp điều phối sự phát triển và chức năng của đại thực bào phổi. Được trang bị kiến thức này, các nhà nghiên cứu hiện có thể làm việc để nâng cao các chiến lược lâm sàng để quản lý nhiễm trùng đường hô hấp và các tình trạng khác dẫn đến tổn thương các mô phổi. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.